Thế mọi hôm anh có làm được đêm như này không? Hôm nay thích làm. Anh thích làm hay là anh thích trốn tránh em? Tính nhắc phải trốn tránh. Anh không trốn tránh thì đi về. Ngồi riêng còn nói thế rồi chắc đấy đùa trêu thôi. Bạn ăn cơm cháo đi, muộn rồi. Bạn cầm một ngày. Tớ không hiểu nói gì, còn ai hiểu? Bạn biết kéo rồi nói. Anh đi nói đúng rồi, anh đừng. Người ngoài không biết cơm mẹ không à? Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh video tiếp theo của mình. Thì các bạn cũng đã biết, các bạn cũng đã xem cái video rồi thì các bạn cũng đã biết là cái sự việc của mình với cả anh Tuyền là như thế nào. Thì thật sự là nói chung là mỗi người đều có một để gọi là mỗi người đều có những cái bí mật riêng này, cái chuyện riêng. Tuy chúng mình đã là vợ chồng rồi nhưng mà mình vẫn gọi là cũng không thể tiết lộ được, kiểu không muốn nói cho anh ấy. Đấy. Thì từ hôm qua đến giờ thì anh Tuyền anh kiểu đến hôm nay là mình có đọc được những cái comment của các bạn thì cũng có một số bạn gọi là chỉ trách móc mình ấy, cũng có một số bạn là cũng có động viên mình. Đấy, nhưng mà nói chung là cái đối mình nó không quan trọng. Quan trọng là từ hôm qua đến giờ thì anh Tuyền anh rất là buồn và anh kiểu là anh ấy thì tính của anh là anh không là anh muốn là kiểu vợ chồng với nhau mà lại giấu giếm nhau ấy. Đấy thì anh ấy giận mình từ hôm qua và đến tận hôm nay anh cũng không có về nhà. Đấy, anh cứ ở ngoài quán mà ở ngoài quán thậm chí mình gọi điện mình nhắn tin cũng không thèm trả lời mình luôn. Mình còn không biết ở ngoài anh có ăn uống hay là anh có gì hay không. Đấy, đến tận bây giờ là đã đêm rồi. Đêm rồi mà anh cũng không có về nhà luôn. Và cả đêm hôm qua luôn mà anh cũng không có về nhà. Đấy. Thì thật sự là thứ nhất là bây giờ trong đầu của mình rất là nhiều cái thứ gọi là suy nghĩ ở trong đầu ấy, rất là mệt mỏi thật sự với mọi người là rất là mệt kinh khủng luôn. Xong rồi anh lại có cái kiểu là giận dỗi mình, xong là cũng là trách móc mình nữa. Mà mình thì chả biết là nên giải thích với anh như thế nào. Xong là mình còn bầu bì, xong là lúc nào cũng phải suy nghĩ. Xong là nói chung là bây giờ trong đầu mình suy nghĩ rất là nhiều luôn, từ đêm hôm qua đến tận hôm nay luôn. Đấy thì tối rồi, bây giờ nằm cũng phải muộn lắm rồi đấy. Điện thoại mình hết pin mất luôn. Đấy. Gọi điện gọi hàng trăm cuộc cũng không thèm nghe, không thèm bắt máy. Đấy. Gọi lên xong cái tắt máy luôn, không nói năng gì hết. Đấy. Cho nên là bây giờ mình phải đi ra ngoài quán, mình bảo anh ấy về, nhưng mà anh không về chắc là mình chết đấy. Thật sự là rất là mình mệt quá đi. Mình chỉ mong rằng là các bạn hãy hiểu cho mình, cũng như là hiểu cho cái tâm trạng cũng như là cái tâm lý của những người mang bầu như mình ấy. Đấy, nhiều người trách móc chỉ trích là tại sao chị như vậy, tại sao chị đối xử với anh Tuyền như vậy, chị có biết là anh Tuyền yêu thương chị như thế mà chị phản bội anh ấy xong là thế này thế kia. Nhưng mà các bạn kiểu các bạn ở ngoài cuộc các bạn không có hiểu được rằng là trong cái câu chuyện nó là như thế nào cả, nên là mình cũng không có trách móc, cũng không có gì hết. Mình nói chung là trong tâm của mình chỉ biết là tự động viên mình thôi. Và mình cũng thật sự mọi người là mình rất là thương anh Tuyền luôn, nhưng mà mình cũng mong rằng là anh Tuyền anh cũng sẽ hiểu được cho mình. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài quán để mình bảo anh ấy về nha mọi người nhé. Chắc anh không về, chắc là mình rất là mệt rồi. Anh không về làm sao của em về? Anh ở ngoài đây thì em chỉ ra. Mọi người cứ về ngủ đi. Mọi người về ngủ đi. 10 rưỡi thì mình ra mình đéo.
anh rất là mệt, anh không muốn nói nhiều đâu. Sao anh cứ phải suy nghĩ nhiều thế nhở? Chính vì tao thấy mày bầu mày mệt, tao mới không muốn ở nhà để thấy mày suy nghĩ đấy. Thế anh càng làm như này thì em mới càng suy nghĩ đấy. Suy nghĩ gì? Em đã bảo anh rồi, cái đấy em chỉ gọi là đang vui thôi. Em thích nên thì này em đang chứ không em không có gì hết. Mày nói mày vui á? Vui thế thì từ trước giờ sao mày không vui đi? Sao hôm qua mày vui? Mày vui, mày đang tút đấy mày vui à? Tao nói rồi bao nhiêu, có gì thì hai người cùng nói nhau, sẻ chia nhau. Chứ phải là một người làm, một người kia không biết gì. Nhưng mà làm gì có cái gì để nói đâu. Có gì? Tút đấy em thích thì em đăng lên chứ thôi. Có gì không, cái đấy mày phải rõ nhất. Mày đừng hỏi tao. Mày anh có đi về đi ngủ không? À? Ngủ rồi bạn đưa nó về đi ngủ đi, chắc có vậy thôi. Cả ngày không ăn cơm, ở ngày không mở mồm nói chuyện, sao mà đi ra đây? Ở đây cả ngày. Anh cũng muốn mẹ ngủ đi chỗ nào nữa? À? Em ngủ chưa đi? Đi về ngủ với em, về em nấu cơm cho ăn. Rồi bạn đưa nó về đi. Giờ này cơm đéo mà nữa. Em cứ để phấn cho anh ở nhà. Tao ăn quán rồi. Bây giờ còn ăn ở quá cho nên để em ở nhà ăn một mình. Mày ăn với bố ơi. Không một mình làm nữa. Em lại anh nhé. Em van xin anh luôn hết tiền ạ. Em bảo mày cứ về đi, đừng đi nên làm việc. Thế mọi hôm anh có làm được đêm như này không? Hôm nay thích làm. Anh thích làm hay là anh thích trốn tránh em? Tiền đéo của trốn tránh. Anh không trốn tránh thì đi về. Mới riêng còn nói thế rồi chắc đấy đùa trêu thôi. Bạn này ăn cơm cháo đi muộn rồi. Bạn cầm mồm lại. Tớ không hiểu nói rồi, còn ai hiểu? Bạn biết đéo rồi nói. Anh đi nói đúng rồi, anh đừng. Người ngoài không biết cơm mẹ mồm à? Đúng gì đúng? Nhưng mà em đã bảo anh này em không có gì hết. Bây giờ anh không em nói em giải thích như thế nào thì em mới hiểu. Em lật anh luôn đấy. Đi về cùng em đi ngủ nhanh. Về em cơm tôi ngủ. Không làm nữa. Đi. Đứng dậy. Im. Từ từ đợi tí nữa làm lúc đó. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi? Một lúc đó của anh ấy đến mấy giờ, đến sáng hả? 27 giây. Tự nhiên đi bộ ra. Mày xem khóa. Sớm thì đâu ra, giờ mới ra. Em đợi anh ở nhà đấy. Anh biết em ở nhà em sốt được đến cái cỡ nào không? Đi nhé. Còn mày nói mày này. Ok, bây giờ muốn tao về thôi. Ok, tao đồng ý với mày. Còn tao nói mày này, ngày nào mày chưa nói thật ý thì thầy lên tập không bao giờ để yên đâu. Nhớ không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tao chỉ nói thế thôi, mày tự hiểu. Thôi đi đi, đưa thầy. Đêm mưa rơi, anh chơi vơi, nhớ đến em vô cùng. Ngày không nắng phải mở em đi như bóng mây dần xa. Em yêu ơi, yêu anh không, anh nhớ em vô cùng. Cuộc tình mình mở theo năm tháng xa xăm phương trời mây. Rồi thì anh mới thấu, dẫu cho ngày có con...